này sao mà ông sống một mình ở đây, một mình ơn như vậy, rồi vợ ông đâu, rồi con ông đâu, có khi nào những cái người đó có nói những câu đó không chú? Có mà hỏi rồi tôi nói hoàn cảnh gì ai cũng lắc đầu, ai cũng nói trời ơi sao kỳ. Người ta hỏi rồi chú trả lời sao? Trả lời cũng nói cũng là hoàn cảnh, cũng như là coi mà lúc chú cũng có làm việc từ thiện cho ta đồ, cho đồ rồi đi mà mướn cũng đủ sống ấy rồi, mà bây giờ ở đây nói trời ơi nói đâu sống ở nơi này nhớ cục hết nó cho tiền. Đêm xuống chắc chú thấy chắc buồn lắm hả chú? Buồn dữ lắm cậu ơi. Khi ngồi thấy con dừa nó mới ngồi khóc không. Xong mà vợ xong mà nở đành. Và trước mặt của chú anh chị là một cái người đàn ông sống một mình ở trong cái căn nhà nhỏ ở tại cái vườn dừa. Thì chú nói là bị một người vợ mình bỏ đi và ôm tiền. Thì chú nói ngày xưa chú là cũng đủ ăn đủ xài lắm, thì từng đi làm từ thiện, giờ này chú phải xè tay xin mọi người lại những cái đồng tiền mà từ thiện đó. Chú nói cũng rất là buồn luôn, nhưng mà tại vì hoàn cảnh chú cũng có con như ai, có vợ cũng như ai, mà nỡ đành vợ bỏ đi hết, và chú nói chú làm gần cả 100 triệu thì cũng lấy đi hết luôn quý vị ơi. Thì cái câu chuyện như thế nào Thanh Trúc mời quý ông bà cô chú để theo dõi rõ cái video ạ. Dạ thì ở đây cả nhà, thì một ông chú thì bị vợ bỏ, vứt bỏ ra đi, thì sống một cái căn nhà như vậy, đêm xuống thì rất là nhớ vợ luôn. Thì chú sống ở đây một mình thôi, thì chú nói là chú không nhậu nhẹt, không hút thuốc gì hết mà nỡ đành vợ bỏ đi hả chú? Không có nhậu, không có cờ bạc, không có gì hết trơn. Chắc cô gom tiền đi hết đâu cái gì. Dạ. Chú ơi, thì chắc vợ chú đi vậy chắc chú nhớ lắm hả chú? Nhớ nhiều lắm. Bây giờ chú có muốn nói gì với vợ chú không? Có, muốn nói cũng như là vợ ơi đi về sống với tôi đi, rồi cần hoàn cảnh khổ người sống chung với nhau, đừng nữa đi nữa. Như là còn sống như lúc xưa vậy đi, yêu mà mặn mướn mặn thế, mà vợ chồng sống cũng vẫn vui vẻ hạnh phúc, mà bây giờ con có mình lên mà sống bệnh hoạn đau ốm gì nè. Trời ơi bây giờ tôi có ổn sống được mà thời gian cũng được, à giờ không có gì hết trơn, không giờ cũng không có gì nhờ cô bác ta, rồi vợ cũng không có luôn. Bỏ chú luôn ha. Dạ. Trời ơi. Chắc cô nghe được cái đoạn clip này chắc cô sốt ơi. Thương chú lắm. Mà sao mà nỡ đành nào mà cô nỡ đành cô vứt bỏ ra đi ta. Nói cậu giờ tôi hiểu mà không nổi luôn, phải mà tôi nặng nhẹ là chữ mới vợ cái gì mà bỏ cũng đành, còn cái này không có cái gì hết trơn. Dạ, Thanh Trúc xin chào cả nhà. Thì Thanh Trúc á, đi trên đường thì có một cái cô chú chia sẻ một cái hoàn cảnh là một cái ông cậu sống ở trong cái vườn dừa nè cả nhà. Thì một cái nhà nhỏ thôi. Thì nghe cô chú nói á, cái cậu này hiện tại á sống ở đây chỉ có một mình, thì nghe nói là bị vợ bỏ. Nghe nói vợ mình bỏ không sống chung với cậu nữa, thì cậu nói là sống một mình thôi, với lại có con thì con cũng không có nuôi, thì cho nên là sống ở đây nè, tại một cái căn nhà nhỏ thôi cả nhà ơi. Nhìn trước mặt quý vị nhìn. Để Thanh Trúc tiến vào nha. Dạ con chào cậu nha. Cậu sống ở đây lâu chưa cậu? Một năm hả? Rồi 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 cậu cho con hỏi nè, rồi rồi vợ cậu đâu? Vợ bỏ hả? Dạ. Rồi cậu có con cái gì không? Con họ không nuôi. Dạ. Cậu bây giờ cậu xuống đây cậu ngồi cho con trò chuyện một tí ha. Dạ. Rồi ở đây là mình sống ở đây là cơm nước ở đây đó hả? Dạ.
quay 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 chàng ơi, rồi ngủ bằng đêm mà sao trời, bằng đêm mấy bây giờ coi số mạng mới sống sống chết chết chứ biết làm sao. Chàng ơi cậu ngồi xích nó. Là cậu nói với con là vợ bỏ, vợ cậu bỏ hả? Dạ. Vì sao mà bỏ cậu? Bị thời gian trước rồi như như là mặn có gia tiền rồi vợ chồng sống sống rồi bắt đầu là nó đi chơi hụi đó rồi tôi la không ấy rồi bị chú hụi người ta giật hết trơn rồi tiêu tan tiền bạc hết trơn rồi bắt đầu là nó mặn không có tiền nữa rồi bỏ luôn. Kiếm chuyện cậu hả? Dạ. Rồi cái cách sống chung đó vợ chồng có dư mới vốn nào không? Thì dư được mớ đó rồi nó chơi hụi đó giật hết trơn là không còn cái đồng bạc nào hết trơn. Chàng ơi, rồi bây giờ sống vậy là sống nhờ cô ôm bác tiền đi hết luôn hả cậu? Dạ. Chắc có độ, chắc sống với nhau cũng phải có dư một mớ vốn không, không không có luôn, nó chơi hụi là bị giật hết trơn luôn. Rồi rồi xong bị giật rồi vợ chú bỏ đi rồi có nói chú những cái câu gì không? Dạ. Nói như là bây giờ như tiền bạc bây giờ đã hết rồi. Mà cho mặn không cho tiền nữa thôi, vợ chồng thôi chia tay mà ai nấy sống nữa. Bà nói vậy đó hả? Dạ. Sao nữa đành vứt áo ra đi trời. Dạ. Rồi bà, rồi thím mà đi rồi cậu có buồn không? Dạ. Tại chú sao, chú tại có buồn thì có buồn dữ lắm, khóc hoài ở đây nói. Trời ơi. Nói cậu sống ở nơi này nhớ cục hát nó cho tiền. Đêm xuống chắc chú thấy chắc buồn lắm hả chú? Buồn dữ lắm cậu ơi. Khi ngồi thấy con dừa nó mới ngồi mà khóc không. Sao mà vợ, sao mà nỡ đành nào mà bỏ chú đi. Thấy chú, nói chung là chú làm không được tiền rồi bỏ chú đi luôn hả chú? Dạ. Rồi chú có thử liên hệ gì không? Không. Nó đâu mà dòm ngõ gì đâu mà thử. Chú có điện thoại thăm gì, kiếm số điện thoại gì không chú? Dạ không, có đứa con nó nói với con giờ mẹ sống với con nè. Trời ơi. Nằm chắc chú nữa, trời mưa ở đây chắc chú thấy tủi thân lắm, chú sống. Mưa, mưa gì chứ nó tạt vô, nó nhiều lắm cầu ấy, rồi mưa ngồi không. Rồi chú cái cấp đầu tiên mà chú ngủ ở cái căn chòi nhỏ như gì nè, rồi chú có sợ không? À, dạ không. Thấy sợ là sợ lạnh lẽo, sợ mình lạnh lẽo nè, tủi thân một mình. Có. Như thế nào chú? Như là đời mà sống mà mùa nên lạnh lẽo, cô thân độc mã có mình nên gì, lỡ có chết chóc rồi hả, bệnh hoạn lỡ nào cũng không có ai hết trơn. Trời ơi. Rồi bên vợ chú, rồi bên mẹ vợ, bên mấy mọi người ấy đồ rồi có hỏi thăm chú không? Dạ có, như đơn đắc này đứa em là 5-7 ngày, 10 ngày nó mới vô một ngày. Chú ở đây gì? Chú có một đứa con hả chú? Dạ. Nói chung khổ thì cũng khổ nhưng cũng phải, nói chung là cũng phải cho chú miếng bánh miếng cơm nào chú mặn nhé. Mặn nó mặn mà không có đủ sống nữa còn ơi. Được rồi chú, mặn không đủ sống hiền ơi chú ơi. Rồi chú ngủ bằng đêm á, chú tủi thân như thế nào, có vợ mà vợ tự nhiên cái nói chung là người ta nói là có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Dạ. Ta nói đồng lòng tất cả biển đông mà, nhưng mà cái này người vợ chưa gì hết trơn đã vứt áo ra đi hả chú? Dạ, cũng như là tuổi cái thân là như là hồi cấp mà còn mặn được, rồi vợ chồng còn sống còn chung chảy rồi ấy, còn bây giờ mà mặn không được rồi lớp nào bệnh nữa rồi. Cái người vợ mà chú làm không được á, cô ta mà cái cô đó nó đổi tính á như thế nào chú? Dạ. Như là đổi tánh, như là mần tè mà không có gia tiền đó, rồi cũng như là không có dòm ngó gì nữa. Có nặng tiếng như chú không? Dạ có.
Nặng như thế nào chú? Như là mà nặng nhẹ, mắng nhiếc hoặc chữ bớ nữa. Mắng nhiếc là nặng nhẹ như thế nào chú kể cho con nghe coi, mọi người được biết về cái hoàn cảnh của chú. Như là nói như hồi cấp đó đi mằng mà có tiền bạc thì sống chung ấy, bây giờ không có tiền rồi thôi, giờ không có sống chung nữa. Trời ơi. Một cái người phụ nữ cái cấp đó là có thường là nói là có phước cùng hưởng, có quả cùng chia với chú không? Dạ không, coi như người mà mằng lúc có tiền có phước thì còn hưởng, mà giờ có như nằm ngoài hoàn cảnh rồi bỏ đâu gì đó. Chú suy nghĩ gì sao mà sao về cái người vợ này? Dạ bây giờ là suy nghĩ không nổi như là cậu á. Cấp đầu đó là chú có lo cho cô, có cho thím là cô chứ là được chu toàn không á? Chu toàn hết trơn. Trời ơi. Chu toàn hết trơn. Cái cách mà chú chưa có bệnh này kia. Chưa bệnh là mằng chu toàn này kia nọ, cho sắm đồ nữ trang nữa, đồ đầy đủ hết trơn, đồ đạc cũng đầy đủ hết trơn. Rồi cũng như là cũng không có chữ bớ, với phần tôi vậy là tôi cũng không có nhậu mà không cờ bạc, không có gì hết trơn. Không có giới vô cái gì hết trơn. Rồi con thấy ở đây chú thì nói chung ở sống một mình thì không có thấy nhậu nhẹt gì hết trơn. Dạ. Rồi chú làm thường á là chú đi làm gì, con thấy chú lụm, có đi lụm mũ không? Dạ không đi, cái sống nó đau lắm rồi đi đi không có nổi ấy. Trời ơi. Rồi chú đi ở đây chú làm gì chú sống? Dạ nhờ cô bác ta cho gạo ăn, còn như có đồ ăn ta cho, còn không có thì ăn với muối với nước mắm. Trời ơi. Bây giờ bữa nay chú ăn cái gì? Dạ ăn ở đây. Ăn cái gì? Để con đi lên coi, con đi lên coi, gửi xuống. Dạ, chèn ơi. Ăn gì nè, với chấm với đó. Chấm với gì chú? Chấm với dầu muống. Rồi chú dở nồi cơm cho con coi. Đây. Trời ơi. Chú ăn mặn hả, ăn lạc hả? Dạ. Rồi chú ơi. Chèn ơi, vậy là chú sống đâu có đề. Sống vậy cũng... Sống cho qua ngày, đoạn tháng gì cậu. Chứ không lẽ một chú nói một cái người vợ nữa đành nào mà vứt áo ra đi sao chú? Đi phải, chú phải có cái điều gì người ta mới bỏ chú có, chứ? Có cái như là này, thế nào? Cơ hoàn cảnh như là mằng mà mới được có chút đỉnh rồi nó chơi hụi rồi tôi mới nói vậy, rồi nói thôi ông ơi ấy mà hụi cái gì tay bị giật lắm thôi hốt đi. Rồi bắt đầu là nói không hốt là không ăn hay gì. Rồi tới có mấy con 2-3 tuần sau bị giật hết trơn rồi. Tôi có nói là tôi nói đó, nó cãi tôi đi. Giật bây giờ hết trơn rồi có cái đó rồi là câu mong ấy rồi là kiếm chuyện rồi là bỏ luôn. Kiếm chuyện với chú hả? Dạ. Nó nặng chú không? Có. Như là mà nó như nó bây giờ thôi giờ ấy vợ chồng ấy khỏi sống chung nữa đi. Ai bả nói vậy hay gì? Dạ. Rồi cô rồi vợ chú mà nói cái câu đó rồi chú suy nghĩ làm sao? Nó thấy buồn bực dữ lắm cậu ơi, ấy buồn dữ lắm luôn, như hồi lúc mà mằng mà được mà vợ chồng sống chung chả ấy, rồi mà bây giờ mằng không được rồi mà vợ nó làng bị giật hết trơn rồi vậy. Rồi sống mình là nói thân. Chung là cái cấp cô chú còn sống với cô á là nói chung là đầy đủ tất cả hết. Đầy đủ mằng cho mằng lo, nói chung là cũng có thiếu chút đỉnh rồi cũng như nhưng là nhưng mà là đủ ăn ha, tại dạ, vì đủ ăn mà... đủ mà mặc chứ không thiếu nợ thiếu nần ai hết trơn. Dạ. Dạ, cũng họ vừa đủ ăn đủ mặc vậy chứ không có gì hết trơn, mằng cũng lay tắt ngày qua ngày đấy sống. Ơi. Mằng mà về lo cho vợ cho đứa con với vợ. Mà không thương chú hả? Dạ. Bây giờ ấy, đứa con bây giờ nó thương dữ lắm mà cũng như hoàn cảnh nó quá khổ rồi nó không có cho không lo gì cho chú được nè. Dạ. Quá khổ nó rồi. Chú thì cái cấp mà người vợ mà vợ tánh mà cái kiểu như mà muốn bỏ chú đi á. Dạ. Thì cái biểu hiện của cô là sao chú? Cũng như là hồi cấp ấy như có biểu hiện là
cũng như là mà họ cấp mà nợ bị giật hết trơn đó, rồi là tiền bạc tiêu tan, rồi không biết nghĩ cách sao luôn, rồi là nó nói theo vợ sống vợ chồng chia tay luôn. Tự nhiên vậy luôn hả? Dạ. Mà dắt đó chú, dắt đó là chú bị sa cơ chưa? Sa cơ rồi đó. Sa cơ rồi bỏ. Dạ. Chứ không lẽ phụ nữ đàn bà mà vợ chú mà tuyệt tình dữ vậy sao chú? Dạ. Tiền tình dữ vậy. Như vậy đó, đu đau là cũng như là bị lỡ lét bao tử là năm rồi, là nó đâu chết không, là nó té vàng, nó cương sống tôi công con này. Chú khỏi khỏi dành lên chứ. Cương sống nó công tôi gì nè. Chú, rồi sao mà... rồi sống như vậy rồi sao vậy chú? Dạ. Mình... Nếu như mà mình người phụ nữ như vậy rồi chú... Chú bận đêm chú buồn không? Có nhớ vợ không? Đã vợ bỏ rồi chú có nhớ không? Buồn thì buồn, nhớ nhớ mà cũng bây giờ cũng đâu có nói năng gì được cái tiếng nói lời nào đó. Đi rồi là không nói tiếng gì luôn hả chú? Dạ, không có nói tiếng gì chứ. Cái cách mà chú với vợ còn đó là dành dụm tiền vàng rồi là đưa cho một cái người vợ là cũng khá nhiều hả? Cũng 70-80 triệu rồi. Trời chơi ơi. Chơi hụi rồi bị giật hết trơn 80 triệu. Nói chung cũng phải còn một chút đỉnh nào không. Nhưng mà người vợ đành vậy luôn hả chú? Dạ, bị giật hết trơn luôn, là cứ như là tôi biết rồi mà giật hết trơn luôn, 70-80 triệu giật hết trơn rồi. Mà sao mà vợ bỏ chú đành đạn lý trời, mà tôi cũng không biết sao luôn, qua làm hoàn cảnh khổ bây giờ nói gì. Trời ơi, chú ơi, rồi chú ngủ như gì á, rồi chú suy nghĩ bằng đêm nè, nếu mà mình á không con không cái rồi rủi rồi sao chú? Như bệnh hoạn thì giờ thôi tùy theo số phận cậu ơi, chứ bây giờ không biết làm sao. Nhưng mà lỡ có bây giờ ở đây mà lỡ có chết chăng giờ cũng 2-3 ngày cô bác người ta mới hay thôi. Trời ơi, ngày xưa chú cũng đủ ăn đủ xài. Dạ. Đủ mặc lắm. Dạ. Nhưng mà chú có suy nghĩ là có một ngày chú như thế này không? Chắc chưa không suy có nghĩ. Không có ấy đó, nghĩ tới mà màng hồi cốt đó màng cũng có như là có được chút lĩnh tiền rồi cũng mua gạo, mua dầu ăn, mua đường ngọt. Dạ. Rồi cho bà con mấy người đó khổ rồi cũng có làm phước. Trời ơi, cấp trước là chú là cũng từng đi làm từ thiện. Dạ. Như chút tiền nhà ra mà mua đồ để cho bà con người ta khổ đó. Như mua lần 50-70 phần, 100 phần gì đó cho. Chú suy nghĩ là đâu, không ngờ sau này không, mình không, mình nhận ngược lại như vậy. Dạ, không ngờ mà nhận ngược lại cái số phận của bây giờ. Hồi đó thì còn nói chung có đủ điều kiện thì nhận mua cho người ta đồ từ thiện. Dạ. Không bỏng một hôm. Dạ. Bỏng một hôm rồi người vợ nỡ đành nào vứt bỏ ra đi. Nếu như mà vợ còn thì chú chắc cũng còn cái nội lực sống ở nhà cửa mình sao chú? Không có nhà, không có cửa. Hồi đó giờ? Dạ, hồi đó tới giờ là cũng như là đi chỗ này chỗ kia cho sống mà không có nhà cửa, chứ đi bằng thế bằng mướn cũng được sống. Rồi đắt cửa hồi đó chú không có luôn hả? Dạ, không có đắt. Bên vợ? Bên vợ tôi, bên vợ thì cũng không có gì luôn. Vợ cũng khổ mà không có gì hết. Trời ơi. Như là hồi cấp mà mằng ra hai chồng gặp nhau mà cưới với nhau rồi là hai chồng lo mằng mà sống như là ngày này qua tháng kia vậy, đi bằng mướn mà sống vậy chứ không có đất, không có cái gì hết trơn. Rồi vợ bỏ, từ hồi vợ bỏ là chú thất tình dữ không? Dạ, cũng buồn dữ lắm, buồn dữ lắm mà giờ nói cũng không ra lời. Không, con nói cặp đầu tiên kìa. Cũng như bình thường, cũng không có một gì. Một ngày mà vợ mà nói là chia tay đi. Buồn dữ lắm. Rồi nhắc nó là cảm nghĩ như sao chứ? Chú sao chú không năn nỉ lại, năn nỉ xin lỗi này kia đồ, đừng sao bỏ, có nói những câu đó trong chú không? Không có, bị đâu có giờ mà đâu có chửi bớ hay là đâu có chích mít hay nói nặng nhẹ vợ con tiếng nào đâu mà xin lỗi cậu, không có nói tiếng nào chứ. Nói rồi. Chuyện là cũng không nói chuyện với vợ con, mà từ gặp vợ mà tới ngày mà vợ mà bỏ thì vậy là không có một tiếng mà là chữ đụng má đụng mẹ vợ có chú không nhậu không hút thuốc luôn. Dạ,
có hút hút một hai điếu ấy, buồn quá buồn rồi hút một hai điếu vậy chứ không cũng cũng không ấy nó. Vậy rồi vợ vợ đi luôn rồi dạ. Buồn thất tình dữ không? Buồn dữ lắm. Mà cũng như là bây giờ tại cái số phận của... Sao chú không năn nỉ cổ về? Năn nỉ bây giờ cũng ấy thì đâu có làm gì đâu mà bây giờ mà không được, bây giờ năn nỉ nó cũng không về đó cổ ơi. Trời ơi, đỡ nên nào bỏ chú luôn trời. Chú làm, chú từng đi làm từ thiện và mua đồ cho mọi người. Nhưng mà sao thấy một cái cảnh này thì thấy rất là xót luôn. Chú, cho con hỏi chú ơi. Nếu như mà chú gặp lại một cái người vợ đó thì chú nói như thế nào chú? Thí dụ bây giờ chú gặp một cái người vợ nè, đối diện trước mặt chú rồi chú nói cái gì? Bây giờ cũng không biết nói gì, tại bây giờ là như mà không có ra được. Không, cái con nói nè là chú muốn gặp, chú gặp một người vợ rồi, đầu tiên là chú nói gì? Chú có hỏi thăm hay là như thế nào không? Có hỏi mà như thế nào? Không chú nó hỏi cho dạ, nói như là như hỏi như là mà ông mới về hả cái gì đó rồi cũng nó không có trả lời trả cái gì chứ. Có hỏi nữa hả? Dạ. Có gặp mặt rồi. Dạ, như hồi năm rồi nó có đi về đây nè, gặp máy rồi là hỏi mà không có nói tiếng nào. Ghé, đâu có vô đây hả chú? Không có, ở ngoài chợ, ở ngoài chợ rồi cũng không có đi vô đây mà thăm tôi. Chàng ơi, lại gặp ngoài chợ luôn. Dạ. Rồi, chú hỏi hả? Dạ. Rồi cái người vợ chú làm sao? Và hỏi rồi nó quảnh mặt, nó không có ngó ngàng gì hết chứ. Trời ơi. Chú có nói thiệt không nha? Phải nói thiệt đó. Những cái lời hồi sớm bây giờ chú chia sẻ là nói một cái người vợ đành bỏ chú đi. Dạ. Và nói chung là một số tiền chú dành dụm cũng đâu 70-80 triệu, gần 100 triệu. Dạ. Làm ăn lỗ lã sao không biết. Dạ. Rồi bỏ chú đi luôn. Dạ. Những cái điều đó là chú nói chính xác hả chú? Dạ đúng. Trời ơi. Chú ơi, nếu như mà có một cái ước mơ đó thì chú ước cái điều gì chú? Ước mơ là của chú bây giờ cũng như là được mà có sống được ngày qua ngày rồi đấy, có đủ sống hàng ngày vậy thôi chứ không có còn ước mơ gì nữa chứ. Trời còn... không ước mơ gì nữa hả? Dạ. Ai cũng phải có ước mà chú. Chú sống một cái hàng dừa, ở trong cái vườn dừa như gì nè. Chưa đến nỗi mà trời mưa đó, nó nhớ cái cõi mà nhớ, kêu bằng nhớ người thân á chú. Dạ. Thì nhớ người thân dữ lắm, như mưa rồi ngồi khóc con. Thứ nhất là nói chung là nhớ con mình đi. Dạ, nhớ con đó, giờ mưa con ngồi nhớ con, rồi không có đi thăm con, không có tha con, không có về thăm được, rồi ngồi khóc con. Chưa đến nỗi mà chú đi ra đường, có người, những người ta nói gì nè chú, người ta nói trời ơi cái ông này sao mà ông sống một mình ở đây, một mình ơn như vậy, rồi vợ ông đâu, rồi con ông đâu. Có khi nào những cái người đó có nói những câu đó không chú? Có mà hỏi rồi đâu nói hoàn cảnh gì, ai cũng lắc đầu, ai cũng nói trời ơi sao kỳ. Người ta hỏi rồi chú trả lời sao? Trả lời cũng nói cũng là hoàn cảnh giống như là coi mà lúc trước cũng có làm việc từ thiện cho ta đâu. Nghe cho đồ rồi đi mà mướn cũng đủ sống ấy rồi, mà giờ lâm hoàn cảnh mà không được, bệnh hoạn rồi vợ bỏ như vậy đó, rồi cô bác người ta thấy người ta nói quá rồi, nhờ cô bác người ta cho gạo cho đồ ăn vô này kia ăn gì đó. Chú về cấp đầu tiên đó, chú với thím nè là mình đến với nhau á, là mình quen hay là hỏi cưới chú? Hỏi cưới cũng như là mẹ mà cấp đó cha mất hết trơn rồi, còn với lại bà mẹ vậy rồi gặp mà cưới về vợ chồng mà sống với nhau vậy, đi bằng mướn mà sống. Cô cũng hiền lắm hả chú? Cũng hiền mà không biết hoàn cảnh canh sao mà cũng như là tiêu tan tiền bạc hết trơn, cũng như là bà cho hụi rồi đầu bị giật hết trơn rồi, mà không hiểu canh sao mà lúc vợ chồng chung sống không nặng nhẹ, chữ bớ vợ có một tiếng nữa mà rành đạn mà bỏ. Ừ.
hôm nay chú khóc xót quá chú ơi, rồi đành đạn bỏ chú luôn. Không có gặp hỏi mà đi dọc đường gặp đụng với nhau cái cạch chú không hỏi thăm gì. Hôm trước có đi về đây một lần mà cũng không có về, không có đây mà thăm tôi luôn, đứng ngoài lộ vậy. Dạ đi mà ở ngoài gặp ở ngoài chợ ở ngoài hỏi giờ mới về hay gì không, rồi không có trả lời cái gì hết trơn. Rồi đầu là bữa sau đi luôn chứ không có vô đây thăm tôi luôn. Rồi chú hỏi vậy rồi chú có buồn không? Buồn dữ lắm. Có tự ái không? Không có, gặp vợ cũng mừng, vợ mà hỏi vậy mà không trả lời rồi về buồn dữ lắm. Chú cô bỏ chú là bao lâu rồi? 2 năm rồi. 2 năm nay rồi. Dạ. Trời ơi, rồi xong rồi chú gặp chú hỏi là không có một câu giả từ. Không có nói lợn một tiếng rồi nữa, tôi mới về ăn cái gì không có nói lợn nó tiếng nào. Nói chung là theo chắc có lẽ là chú lo cho đủ không nổi cho cô, cho nên thì mà cái gì đâu thì vợ chồng không thì có cùng làm mà. Hồi cấp mạnh thì cường mặn, lúc mạnh giỏi không có đau bệnh nữa thì mặn cái gì cũng lo cho vợ cho con hết trơn. Với con đứa con nó lo hoàn tất hết trơn. Tôi là người mà đừng ông cũng đứng đắn với lắm đó. Không nhậu, không cờ bạc, không cái gì hết trơn mà. Thì biết lo cho vợ với con. Mà ngày giờ ấy rồi lúc ra hoàn cảnh mà bệnh hoạn gì rồi vợ bỏ rồi. Buồn dữ lắm cậu ơi. Suy sụp tinh thần dữ không chú? Buồn suy sụp tinh thần rồi phát ngang bệnh luôn tới bây giờ luôn. Chú ơi, chú đi ra đường rồi chú. Chú thấy người ta là có con cái nè, chở đi khám bệnh và nuôi. Rồi vợ con người ta già mà người ta rất là hạnh phúc. Và chú nhìn lại cái cảnh của mình như thế nào chú? Cậu ơi, tuổi bản thân lắm cũng như là bệnh, người ta bệnh mà có như vợ con đồ đi khám bệnh đồ chở đi, còn tuổi thân mà mình bây giờ đau gì mà không có người con mà không có vợ gì hết chứ, tuổi thân lắm cậu ơi. Rồi ban ngày thì không nói gì, ban ngày là chú ở đây chú nhìn cái lộ hả chú? Dạ. Rồi thí dụ đêm xuống á, đêm xuống nè. Chú nhìn là mình nằm một mình thôi mà mình thấy cái cảnh mà có khi nào chú nói tại sao mình như gì không chú? Có, chú nói như là coi như là hồi đó hồi cấp mà còn bằng được mà cái hoàn cảnh luôn vậy là không có nói là chắc không có thế, nó đổi gì cũng làm phước làm việc từ thiện chứ đâu có nghĩ mà đấu đế mà tới bây giờ mà giờ xa giờ hoàn cảnh mà khổ như cái này cậu ơi. Ngày xưa chú là đi cũng đi cho những cái người khó khăn. Dạ. Rồi xong rồi bỗng một hôm rồi người vợ làm sao tiền bỗng không biết, nói chung là mắc hết đó. Dạ mắc hết đó, tiêu mắc hết rồi 70-80 triệu mà mướn mà dành dụm rồi 70-80 triệu đâu phải hết đâu cậu. Rồi bỏ chút luôn. Dạ. Rồi trong khi sao chú không hỏi số tiền đó ở đâu không và chứ như thế nào không? Như là biết, như là nói cậu tôi biết rồi, như là cãi trơn hụi rồi bị giật hết trơn. Mà nói chung người ta cũng phải trả lại mà, nhưng mà là ta giật ta đi là luôn. Người vợ có giải nghĩa cho chú không? Dạ không ấy. Trời ơi, phải giải nghĩa cho chú chứ, có thỏa thẻ là hai vợ chồng chẳng hạn như là anh ơi hay là ông ơi diễn vậy không? Dạ không, như cãi ấy rồi cũng như là tự quyền tự ấy rồi, lúc mà còn khổ á thì vợ chồng có quyền ngang giao, còn mà lúc mà màng được chút đỉnh dư được chút đỉnh tiền rồi tự tung tự tác, muốn làm thì làm, tôi không có ra gì chứ cậu á. Coi chú không ra gì là sao, chú kể cho con nghe. Cũng như là coi như là tự quyền muốn làm gì làm, không có bàn qua với mà chồng cái gì hết trơn. Muốn làm gì làm, muốn là tự tung thân tự tung tự tác. Chỉ là một người vợ ôm tiền đi hết. Muốn làm gì làm, không chú không có liên quan, chú là cái người là dành dụm một số tiền đó. Dạ. Trời ơi, chú là một cái mồ côi sống một mình, sống độc thân rồi. Trời ơi. Theo chú á, là cái mong ước của chú á là mình có một cái số tiền thôi hả chú? Có cần cái căn nhà cho nó lành lặn không chú?
Dạ cũng như là muốn có như chỗ ở mà được như là lành lẽ rồi, mà mưa gió gì cũng không có giọt rồi được rồi chứ. Chứ mà nhà cô ba nhờ mà cô bác ta với chính quyền với mà sống với bên từ thiện đó là cứ sống như là cũng như đồ vừa vừa có đủ sống hàng ngày vậy thôi chứ chứ không có mộng gì nữa cậu ơi. Chú hồi đó nói chung cũng có là đủ điều kiện này kia đồ. Dạ. Chú thường ở đây chú có ngâm mình đã suy nghĩ là mình tự chú biết hát ca gì không? Dạ không buồn lắm mỗi ngày ấy rồi chỉ nằm mà không có nơi ở đây rồi chỉ dòm lên xe rồi chạy còn như bằng chờ mà có chuyện mưa mưa rồi ngồi nhớ con có bị có đứa con một nhớ con rồi nằm mà buồn nhớ hoàn cảnh mình gì rồi. Con cái nó khổ nó cũng không có nuôi được mà không có tới gần được rồi chỉ ngồi khóc không. Mình hồi đó đó là mình còn trai với lại mình có đủ điều kiện đó, thì mình đâu có suy nghĩ là một ngày mình bị vợ hất hủi bỏ luôn. Dạ Những cái lời chú nói là đúng sự thật hay chú? đúng thật luôn Mà sao chú không lẽ không không thương ngờ không? hoàn cảnh như bây giờ mà lâm xa vào hoàn Chú cảnh không thương thì cũng ngồi với một chút tình, cũng chung sống với nhau cũng mấy chục năm mà, nhưng mà nỡ đành nào mà bỏ chú. cậu ơi tôi hiểu không nổi luôn nhưng mà ấy rồi tôi phải mà tôi như nói với cậu mà tôi phải mà tôi nhậu nhẹt và tôi cờ bạc thì mà không lo không gì cho vợ con mà vợ mà dứt bỏ như vậy mà tôi hiểu không nổi luôn không hiểu nổi phải mà như mà tôi cờ bạc hay là nhậu nhẹt tôi hành hạ vợ con mà bỏ như vậy thì tôi cũng không có buồn mà để trách mà bây giờ mà cũng như hoàn cảnh mà không có gì hết trơn mà vợ con mà bỏ gì ấy rồi con thì nó không bỏ mà vì con nó quá khổ nó nuôi không được còn Thì nói vợ chung bỏ là vợ bỏ chồng con cũng bỏ chú luôn, thì chú sống một mình thôi, sống chỉ là sống độc thân thôi. dạ sống độc thân Chàng luôn ơi, con thấy là chú con tuổi cho chú ngủ bằng đêm á, rồi lần đầu mà bị vợ bỏ vậy đó, rồi có nhớ nhiều dữ không chú? có buồn có nhớ lắm ấy rồi nhờ cũng cả 1-2 tháng chờ vậy là buồn dữ lắm nhớ mà cũng không có nói được nên lời gì hết rồi thôi Bây giờ thì bữa nay thì cũng là một cái gặp chú cũng là một cái duyên. dạ Thì chú ở đây nè, dạ chú gửi gắm đến cái người vợ của chú đi. Bỏ chú nhịn vậy vậy đó thì chú rất là nhớ vợ chú đúng không? Dạ. Sẵn ở đây chú nói đi, chú nói chẳng hạn như chú tâm sự đi. Chú muốn chắc con có lẽ là con biết chú á, chú rất muốn tâm sự với vợ chú đúng không? Dạ. Thì sẵn ở đây nè, con quay phim nè, Dạ. chú nói đi là vợ chú sẽ nghe hết những cái tâm tư của chú luôn đó. Dạ. Chú cứ nói bình Cũng thường, như là chú nhớ kêu tên gì đó, vợ chú tên gì và cái gì đó thì chú cứ nói đi là vợ chú sẽ nghe được đó. vợ là tên Đại và cũng như là tôi giờ ước mộng của tôi ấy rồi cũng như là tôi nói như là vợ mà vợ có vợ với kênh một đứa con mà được mà sống được cứ được theo giờ ăn muối ăn mắm giờ mà sống được cũng như mà sống chung với nhau và mà cũng vui nữa chứ bây giờ mà cái cảnh mà như tôi giờ như mà lỡ mà cứ có trúng số hay cái gì có đồng tiền mà giờ cũng mà không có đồng tiền mà không có được mà sống được gần vợ gần con ấy Bây giờ ở rồi đây dạ nè, chú gửi gắm đến cái người vợ chú đi. Chú muốn tâm sự với vợ chú đúng không? Sẵn đây chú nói đi, vợ chú nghe đó. cũng như là bây giờ cũng thương nhớ vợ dữ lắm vợ dữ lắm mà bây giờ nói chung là ông ơi ấy ông về ông sống với tôi đi với ấy rồi như vợ chồng mình sống chung như là lúc xưa vậy đó mà bây giờ ấy mà bây giờ tôi sống cô thân độc mã của một mình thì bệnh hoạn đau ốm tôi không có ai hết trơn từ lúc mà như là như
bệnh hoạn nhiều rồi cũng không có mà ông là gần gũi tôi lên mà lo lắng cho tôi hết trơn gì trời đó. Mưa xuống sao? Dạ. Trời mưa xuống chú nhớ bà cô nhiều lắm. Trời mưa rồi nhớ cô, nhớ vợ dữ lắm mà cũng như giờ cũng không có nói được cái gì hết trơn. Trời ơi, bây giờ nè, chú nói rồi nên vợ chú sẽ nghe rồi đó. Dạ. Trời ơi. Chú thương cô nhiều không? Thương dữ lắm, tới sao bây giờ cô nỡ lần nào cô rồi vứt bỏ ra đi chú? Mà đi đau ốm mà gặp quạng mà không được gia tiền. Dạ. Con lại đây á, cũng gặp chú cũng là một cái duyên, thì con gửi cho chú một cái phần duyên. Dạ. Phần này là cá nhân của con ha. Dạ. Con gửi cho chú thì phụ giúp cá mắm với chú ha. Dạ. Thì con cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Dạ.